trời vào trong một sân khấu nhà hát dẫu là sang trọng, thì liệu rối nước có còn giữ được cội rễ bản sắc đã làm nên sự hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ của nó hay không? Song anh Huỳnh Anh Tuấn, người sáng lập nhà hát múa rối Rồng Vàng, cùng với toàn bộ anh em nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp tay gây dựng sân khấu biểu diễn này, đã làm cho chút lo ngại đó tan biến vì sự chuyên nghiệp, cẩn trọng và lòng đam mê của mình. Tôi rất mê múa rối và yêu múa rối. Yêu múa rối không phải chỉ vấn đề là tạo ra cái sản phẩm đâu, mà chúng tôi yêu cách làm là sao cho trẻ con được vui khi xem loại hình nghệ thuật này. Và với cái giá trị văn hóa lịch sử lớn của múa rối nước như vậy thì bắt buộc những người yêu múa rối chúng tôi không thể nào đứng ngoài cuộc được. Và các bạn thấy rồi đó, thời gian vừa qua chúng ta làm rất nhiều loại hình múa rối, chẳng hạn như múa rối cạn, múa rối que, múa rối dây, múa rối bóng.